Vừa qua tại thị trấn huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, Hợp tác xã Đầu tư Xây dựng Quản lý và Khai thác chợ Hải An Tân Kỳ, đơn vị thành viên của Liên hiệp Hợp tác xã Phát triển và Quản lý chợ Việt Nam, phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Tân Kỳ, tổ chức lễ khánh thành và đưa vào hoạt động chợ Tân Kỳ. Dự án đầu tư xây dựng sở hữu kinh doanh chợ Tân Kỳ có tổng mức đầu tư hơn 177 tỷ đồng, được xây dựng tại thị trấn Lạt, có diện tích sử dụng hơn 7.700 m2, chợ gồm tòa nhà cao 3 tầng, một tầng hầm với 481 kiosk kinh doanh. Dự án được khởi công xây dựng từ tháng 3 năm 2018, sau gần 10 tháng thi công đã hoàn thành đúng tiến độ, được Ủy ban Nhân dân huyện Tân Kỳ nghiệm thu, bàn giao đưa vào hoạt động giai đoạn 1. Chợ Tân Kỳ là mô hình chợ văn minh thương mại đầu tiên trên địa bàn. Việc đưa chợ vào hoạt động sẽ góp phần tạo ra diện mạo mới cho huyện Tân Kỳ, là điểm tham quan, mua sắm, đảm bảo văn minh thương mại, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn Tân Kỳ và các huyện miền núi của tỉnh Nghệ An. Tại lễ khánh thành, Hợp tác xã Đầu tư Xây dựng Quản lý và Khai thác chợ Hải An Tân Kỳ được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An về thành tích xây dựng chợ trên địa bàn tỉnh.